cho các bạn hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi cầu thang dài nhất nha. Để mình khởi động xíu nào, 1, 2, 1, 2. Cùng lao với mình nào các bạn ơi. Xem xung quanh đây có gì không. Trời ơi, ở đằng kia có một đống tiền luôn. Tiền gì mà to quá vậy trời. Còn ở đây là cái gì đây? Vàng, vàng các bạn ơi. Tạm biệt các bạn nha, đăng ký theo dõi ủng hộ tôi nha.